sáng sáng của nó ra trung tâm thành phố, có khu vui chơi giải trí cho trường dáng của những giới trẻ. Xa xa lại có chiếc tàu điện, nó gọi là tram. Thì cứ mỗi khoảng 20 phút, 5 phút là có một chuyến. Ba khúc, khúc cho 10 mét.